gì vậy hả? Cuối tuần ăn miếng cơm với ông ngoại hả? Hả con? Hả? Ủa nó nhai cái gì vậy? Ơi, đậu hũ hả? Trời ơi, tao mới 8 tháng cho tao ăn đậu hũ rồi. Trời ơi, cười. Trời ơi, ông ngoại gì kiểu kỳ vậy, ngồi ăn kiểu kỳ vậy. Trời ơi. Nó còng té. Đó không? Nó ngoài bếp nha. Rau má, đậu hũ chiên đó. Với canh cà chua, nấm thôi, vậy nhiêu đó thôi đó. Với chân đẻ rồi, họ nhảy ngồi té. Trời ơi. Ăn kiểu kỳ vậy hả? Nghe miếng rau vô. Ôi no. Nghe nhảy nó vậy. Cũng giờ tốt. Trời ơi. Nghe nút không? Nút tặc 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 kìa nghe không? Này rau à. Rau vô. Hả mình nha. Hả mình nha. Rồi. Rồi chưa lấy tổ cho ăn. Tổ à. Tổ trắng. Với lại trứng vịt. Cà chua ha. Cả miếng cà chua nè, cà chua mềm mềm. Trời ngoài kẹp lên. Đây cà chua mềm mềm. Rồi ăn cho thoải mái đi. Đây, đó, đó. Ăn rau, trà đầy đủ hết luôn. Cà chua mềm. Mới ngủ dậy rồi tắm xong rồi. Đá ngay lại, rồi. Còn ngay lại, ngồi té bây giờ. Thấy màn hình đó là cầm cái điện thoại lên là nó diễn liền luôn đó, đó đá không nhiều đó, không có đẩy với chân ngoại ra té bây giờ. Nó đang buồn ngủ á, là mà cầm, nó thấy cầm điện thoại cái nó ráng nó mở mắt ra, nó không chịu ngủ, nó sợ nó ngủ mà mọi người á không nói chuyện được như vậy. Bình ơi, không ăn cà chua nó không con ăn cà chua nó không ngoài lấy à. Bó tay ông ngoại, ông ngoại lấy cho, bó tay ông ngoại chứ giống gì cũng cho ăn hết trơn đó. Ừ, ăn nha. Bỏ tay ra, ăn nha. Yeah. Rồi. Yeah quá. Ngồi nhảy, ngồi ngay ngắn. Ngồi ngay ngắn lại. Ngồi mấy xẻo rồi. Rồi để ngoài ăn. Thôi ngoài ăn đi ông ngoại ơi. Dỗ dỗ đùi anh kìa. Ở ngoài ngồi đó. Anh ăn đi cho nó ngon lành đi. Kể đi, thả xuống đi. Thả gì để cho nó ăn. Ừ. Có ăn rau, ăn củ, con quen. Cười. Ông ngoại kẹp lại rồi. Nó mới ra nè, Quỳnh. Rồi. Quỳnh, nó mới ra. Nè, nó mới ra nè. Mâm. Đó, anh trà cho ngon. Rau má, anh trà. Nãy giờ nhai con má nát nó cũng ăn hả? Nuốt luôn. Sao hôm đó 8 tháng là ăn cơm tán, ăn cơm theo gia đình được rồi. Ăn cơm theo gia đình được luôn rồi hả? Ừ, 8 tháng hả? Con nhớ miếng canh đi, đừng để bớt tụi thôi. Đừng bớt cay hơn. Mấy cái cà chua mà. Ăn cá rồi đó, rồi cho dẻ cho nó ăn. Cà chua mình mềm mềm mềm. Tháng là ăn cơm rồi. Rau cũng vậy hả? Mua cái máy trên tố. Để ông ngoại cho mẹ mà kìa, có, mua cái máy có, hai máy, có hai máy sinh tố kìa. Phải rau với cơm nha cho nó ăn. Gớm gì? Ngay vậy cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Gớm quá ngoại ơi. Kìa nó nhìn nè, nhìn nè. Vậy mà ổng đưa nhiều lúc, lúc nhiều ăn nhiều mà. Ăn trứng à. Cơm á, cái con môi ở giữa á, nhớ không? Môi dưới đáy mà ở giữa đó, cái này cái cơm nó mềm. Gớt, gớt, gớt. Rồi cái bỏ vô, nó tan cho nó ăn. Này, ăn miếng nha. Mới thì nó chưa quen. Trời ơi. Chưa. Chính. Vậy. Nó nhai luôn rồi mẹ. Nó nhai luôn. Lắm. Rau nó cũng nhai nó đâu. Đâu có nè, nó ăn cháo bự được rồi thì nó nhai chứ. Ừ. Nấm ăn cà chua được hết mà. Nói được rồi anh ơi. Tụi có gì mà được, nó ăn được chứ cho nó. Đang ăn sữa cho mang ăn rau. Rồi thôi tới giờ uống sữa rồi, thôi cho uống sữa đi. Rau củ tốt quá vậy. Cho uống sữa đi, uống sữa đi. Nắm nữa. Đây. Bị ông ngoại chặt ách rồi. Alo. Ông lo ông ăn cho nó ngon lành đi ông ơi. Kỳ quá.
thì đút đút vài miếng cho vui được rồi. Lo cho cháu ngoại không mà hết giờ có ăn đi cho ngon lành luôn. Đi đâu đi cấp cứu hả? Cấp cứu đâu giờ này không? Đi chuyển bệnh nhân cấp trái rồi, người Lâm Đồng về Lâm Đồng. Chuyển bệnh nhân về Lâm Đồng hả? Mở đi. Khoan từ từ. Mở Romi đi. Khoan từ từ ngoài. Gì? Ờ thôi, nó cầm khoan từ từ. Khoan. Mới vừa ông ngoại cho ăn không? Từ từ. Ôi trời, ây da. Ây da, cất ca. Bây giờ thôi giờ. Ô bây giờ gì nè. Con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú cho nó. À, mẹ nó cho nó uống cái bình xịn nè, mình cho nó uống bình này thôi, nhưng mà cái bình này dễ thương nè. Mà cái nấm tốt nó nhẹ, nó nhẹ đó. Ôm lấy rồi. Cái rồi để chỉnh luôn. Đó. Cái nắp đâu rồi không biết nữa. Nên nó đang ho đó. Rồi thấy cầm thích rồi. Rồi, ok cái đó để đưa vô miệng nha. Ô chụp ta. Ô. Ô núp đi. Hay là mở gimmy cho con nha. Giờ mi mở gimmy đi. Nè, cầm. Sao ngộ mẹ mẹ dịn giùm con đi. Gimmy. Ô. Y da. Còn cơm ở trong bụng. Ở trong cổ. Cổ nó chưa có. Đang ăn với ngoại rồi. Bà ngoại bắt uống sữa rồi, ngoài kỳ quá ha. Cố. Ừ. Bà cố, bà bắt đi xuống rồi uống bởi sữa. Bởi là cấp cứu với bố nè. Ăn cò, pe, pe. Đi ra chuyển bệnh về Lâm Đồng mà với bố nè. Đi Lâm Đồng. Ăn cò, pe, pe. Bye bye ngoại đi con. Bye bye ngoại, ngoại đi bye, đi đưa bệnh nhân về Lâm Đồng. Bye bye ngoại. Người ta nghèo quá để ngoại đưa người ta về Lâm Đồng con. Anh đi tí chứ không đi bắt giới hả? Cho nhưng nó về quê nó chơi rồi. Bay ông ngoại hen. Mới với nhà chăm chỉ. Bay ông ngoại hen, mi gió ông ngoại. Mi gió. Rồi đây. Lại bao người ta đi chơi ông ngoại mà đi đưa bệnh. Giờ theo ông ngoại. Lấy lọc đồng trời. Bún ngoan nè, bún ngoan đi nè. Ông ngoại kỳ quá. Ông ngoại kỳ quá, ăn chưa nuốt hộp cơm xuống bụng lo đi nha, ông này thiệt luôn. Chứ giờ ta khổ quá, mấy ngày này đâu có xe khổ đâu mà thôi. U, nãy nãy giờ đó. Cũng ăn tại vì bằng cháu ngoại nè. Bởi vậy mới chưa no. Cười ra. Đi theo luôn đi. Đi theo luôn đi. Mốt chứ, mốt lớn đeo đi theo chứ giờ. Em làm lơ cho ngoại nha, chở bệnh nhân nha con ha. Con lái xe cho này nói. Lái xe cho ngoại. Ừ. Con cọp mà này cọp con mà. Cọp con có hiền lâu nha, cọp nói cho biết. Mà nó ngoại nhà nói bị cao tăng muốn tới 20 bị tụng cân cho con. Ừ. Cam đó bán nhiêu ký? Một xíu à. Cam. Để đựng đồ bày đâu. Mỗi lần á cầm tụng lên ta rồi lấy chục. Giao lên bà. Đi mau giao. Bà cố dạy nè, biết bởi vì tại sao nó biết vô tay nè. Tại vì mỗi lần ăn á bắt đầu nó chắp tay lại vậy nè. Lại gì nè. Dạ. Ừ. Bà cố nãy ông cố dạy lại. Hả? Tập vậy nè. Cúi đầu xuống. Thấy không? Dạ. Cảm ơn mô Phật đồ chứ bộ. Trời ơi, đạo chúa người ta thấy không? Người ta ăn cơm, người ta đọc kinh nữa chứ. Còn con đạo Phật. Con đạo Phật thì con chắp tay. Con theo ông ngoại theo đạo Phật. Chắp tay lại, chắp tay lại. Không, hồi sáng con bắt nó phanh tay lại rồi. Giỡn tay. Đó không? Đây. Ôi ôi ngoại ơi, bà cô ơi, buông con ra đi. Bà cho miếng bánh lụm. Nó phái cái trò này nè. Lụm nó phái lắm. Giỡn tay bà cho ăn bánh. Không dỗ bà quấn trên đầu cái cốc. Khóc tu hoa bà hè chi bánh, mẹ dạy nó hả cho nên nó biết vỗ tay rồi đi sao
đó thì cứ vậy nè. Ăn xong rồi bắt nó làm vậy đó hả? Ừ, ăn xong cái gì. Trời ơi, bà cố kỳ quá à. Bà cố vậy đó. Bà cố mô Phật chưa? Mô Phật đâu, mô Phật đâu, mô Phật. Dạ, mô Phật đi con, mô Phật. Mô Phật. Ừ, mô Phật. Mô Phật được cái vỗ tay bà cho ăn bánh. Không vỗ bà quýnh trên đầu. Khóc tu hoa bà. Ở đâu đâu, cái thùng trên á. Vỗ tay bà cho ăn bánh hết hồn. Vỗ tay bà cho ăn bánh. Chạy đâu. Núp hả? Bắt cỡ hả? Núp hả? Đây nè. Núp đâu? Ê. Chà. Vỗ tay bà cho ăn bánh. Rồi. Hôm nay là ngày lễ rồi, 29 là thứ bảy cuối tuần. Đó, bé Quỳnh được ông ngoại đút ăn nè. Giờ ông ngoại đi rồi, bé Quỳnh chơi một mình. Rồi bà cố và bồi đút bú nè. Đó. Còn mẹ gấu thì lo gói hàng nè. Ừ cứ ba. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều sức khỏe luôn. Bye bye bé Quỳnh ơi. À ha. Rồi xin chào. Cười nè. Quỳnh ơi. Trời ơi, đó giờ mà. Bé Quỳnh đang coi ông phim ông ngoại. Nó coi chăm chú luôn. Rồi tiếp tục màn 2, cảnh 3, cảnh 4 luôn. Đây. Thì bé Quỳnh ơi, con cũng đóng hàng. Ôi trời, nó thấy màn hình nó cười kìa. Ờ, thấy mà mẹ đóng hàng, con cũng đóng hàng hả? Con đóng gì con? Con đóng hàng chưa hết. Ôi, con thấy không? Con thấy mẹ cầm máy đua lên là nó cười cái tét liền à. Đó, hơi ồn ào nha cả nhà. Thì đây đang xem video là đi tìm kiếm bánh mì á cả nhà. Đó, đây nè, đó, bé Quỳnh nè. Ừ. Bữa nay là ngày tiếp tục nha. Ô vỗ tay luôn kìa, vỗ tay giỏi quá. Ông bà cô chú ơi, mấy mình giỏi quá nè. Ôi ơi, bữa nay không có ông ngoại nhà nè. Ông ngoại có nhà là ông ngoại nựng nè. Ông ngoại ăn cái gì ông ngoại cũng nhai cho ăn hết trơn á, gớm lắm nè. Ừ, ăn khoai lang cũng nhai đút nè. Ăn cơm nhai đút nè, ăn rau cũng nhai đút nè. Đó, chơi bịch như lòng. Mốt lớn xíu là phụ bán hàng với mẹ kiếm tiền nha, để cho mẹ nuôi con nha. Ông bà cô chú thương con nhiều lắm luôn á. Ông bà cô chú biết con từ ngày mới vừa lọt lòng ra thôi. Là ông ngoại cho cả thế giới biết bé Quỳnh luôn. Chào đón thành viên mới trong gia đình. Thành viên này không biết có được tích sự vô hay là quậy không đây hả? Cứ ngoa ông ngoại ơi, ăn ông ngoại ơi, đi chơi ông ngoại ơi, bà ngoại ơi, chắc chết tôi luôn quá. À, đây vỗ tay. Ủa bữa nay ăn mặc sexy dữ người ta. Thành viên này cũng phụ giúp được mẹ chứ bộ, đi ship hàng với mẹ. Đi ship luôn hả? Đi giao hàng với mẹ luôn. Ủa, ẩm theo luôn hả? Con điệu nó trên người á. Trời ơi vậy đó hả? Ô đi giao hàng luôn á hả? Điệu đi theo luôn hả? Có cái điệu lên người á, con điệu đi theo lên người. Tại vì á mấy lúc mà Thủy không có ở nhà á cả nhà, không có ai ở nhà hết trơn á. Không phải đi thăm bình thường không có điệu đi theo đâu. Vậy hả? Hôm đó đi thăm bà. Đi thăm bà đi theo rồi sẵn giao hàng luôn hả? Đi giao hàng luôn. Ô vỗ tay mừng rồi vui quá. Ô, vui quá. Bây giờ con biết bò biết ngồi rồi, con đang tập đứng luôn nha ông bà cô chú. Con bi bo bi ba đâu nói đi. Bi bo. Nói đi. Ma đi. Ờ, Thị cũng đang coi video của hội nha. Đó, rồi hơi ồn màu xíu ở nhà thông cảm nha. Thì đây là những cái chuyến này, cái video này là đã giúp cho bữa như hai mấy tay đó. Bữa nay thì mới tổng kết lại để quay chia sẻ chính thức cho mọi người nha. Rồi. À, chúc mọi người có một ngày vui vẻ, là khỏe mạnh, bình an nha.
đó. Rồi bé Quỳnh cũng đóng hàng với nè con cười đấy cứ nè nè nhìn nè à bóc 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 tùm lum á cười cái Quỳnh ơi, Quỳnh ơi cười đi nè. Đó, ăn rồi bữa nay thì ngày hôm qua là ông ngoại lúc ăn mà giờ ông ngoại không có, ông ngoại đi rồi, ngoại đi công việc rồi nha. Bye bye. À.